Vâng, xin chào anh em nhé. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em hai cây Zippo cổ xưa và La Mã anh em nhé. Hai cây này mình cũng sale cho anh em chơi. Và mọi thông tin sản phẩm thì shop có để trên website zipman.vn, cần gì thì anh em cứ lên Google anh em tìm shop nhé. Hai sản phẩm này thì mình sẽ giới thiệu cho anh em xem cây đời La Mã trước anh em nhé. Cây này thì cách đây được sản xuất cách đây 1/4 thế kỷ rồi anh em nhé, tức là sản xuất cách đây 25 năm rồi. Và nó còn rất là mới anh em nhé, hầu như mới phải đến 98-99%, chưa qua lửa, chưa qua sử dụng anh em nhé. Những cây Zippo như thế này là mới chỉ qua tay những dân chơi sưu tầm thôi, và sau đấy shop Zippo mình lại sưu tầm lại được và bán cho anh em nhé. Anh em nào mà thích sưu tầm về dòng La Mã thì alo cho shop, thì shop sẽ ship cho anh em. Cây này thì mình đánh dấu mã số trên đây anh em nhé. Mã số cây này là ZL497 anh em nhé, ZL497, được sản xuất vào năm 1999 và nó có một đáy ghi là XV, X là 94 cộng V5 nữa là 99 anh em nhé. 99. Về cái sản phẩm này nó chất liệu bằng đồng anh em nhé. Chủ đề nó là Hanrock, là một cái thương hiệu cà phê anh em nhé. Trên đây có chữ Orlando thì chắc là thương hiệu này nó nằm ở Orlando. Orlando là của Hoa Kỳ đúng không nhỉ? Đấy, nó như thế anh em nhé. Về sản phẩm này thì nó được mặt trước, nó được đánh bóng anh em nhé. Xong rồi chủ đề này thì được khả năng cao là đổ sơn anh em nhé. Về độ mới của nó thì còn rất là mới, bên trong này buồng đốt còn rất là mới anh em nhé, không có xước xát gì cả. Đấy. Về cái phần thân và phần nắp thì kín anh em nhé, kín khiết. Còn cái cây này thì nó là dòng đồng bóng nên là nó không thể tránh khỏi những cái vết tơ tơ anh em nhé. Sọc tơ tơ. Cái này lau đi rất là sạch. Về cái bán lề này anh em nhìn thấy chốt bán lề to anh em nhé, to và đều. Bán lề thì có 5 chỗ đều tròn anh em nhé. Hai cái mũi hàn thì cũng rất là tròn và ít bể lộ. Cạnh này thì cũng mới anh em nhé, không có xước xát gì cả, cắn móp gì anh em. Trên nắp ở bên trên thì cũng không có rơi rớt gì. Cái này có dấu vân tay của mình nên lau để sạch sạch thôi anh em nhé. Cạnh này thì nó trơn anh em nhé, trơn, không có họa tiết hoa văn gì, bằng đồng. Dính cái dấu vân tay thì mình lau để là sạch thôi. Về cái mặt sau của nó là cũng là trơn, không có họa tiết, và nó có tem anh em nhé, tem của đời La Mã ngày xưa. Đây, nó như thế. Về cái phần mộc đáy thì đây là cây mộc đáy lồi anh em nhé, màu vàng mộc đáy lồi. Thì thường là những cái cây Zippo La Mã mà màu vàng thì nó giá trị nó sẽ cao hơn so với màu trắng anh em nhé. Theo kinh nghiệm nhập hàng của mình là như thế. Đấy, chữ rất là rõ ràng và sắc nét. Ok, thì bây giờ mình test âm cho anh em nghe nhé. Cái này thì mình đánh giá là âm nó thanh, thanh anh em nhé. Cái mẫu này thì mình nhập cũng khá là lâu rồi. Này, mình cũng đã có dịp quay cùng mấy cây anh em nhé, và sót lại cây này. Cây này thì đợt trước mình bán với giá là 2.290.000 anh em nhé, 2.290.000. Nhưng mà bây giờ sale cho anh em, sale bán đi để lấy tiền nhập thêm cái mẫu khác đẹp hơn nữa cho anh em chơi nhé, cả Zippo đời mới và đời số, đời cũ. Về cái phần ruột này, ruột và vỏ cây này thì được sản xuất trùng năm anh em nhé, trùng năm 99 này. Này, còn cái chữ cái thì thường lệch nhau mấy tháng này. Đấy, bên trong đây thì nó như thế này. Ruột này thì được làm từ thép chuyên dụng và nó có màu vàng luôn. Cổ đá cao bằng đồng và bánh xe cắt sữa sâu. Đấy. Bánh xe rất là đẹp anh em nhé. Đấy, mặt sau nó như. Cái này thì mình đánh giá là độ mới nó gần như là hoàn hảo anh em nhé. Cái này thay đá trong buồng đốt này, chưa lên lửa luôn anh em nhé. Ok, cái sản phẩm này như mình bảo đấy, mã số thì mình đọc đây. Còn về cái giá thì trước đây, cách đây tầm khoảng nửa năm hay là mấy tháng gì đây mình quay là mình báo giá là 2.290.000 anh em nhé. Tuy nhiên bây giờ sale để lấy tiền nhập thêm nhiều mẫu mới cho anh em chơi nhé. Giá chỉ là 1.850.000 thôi, 1.850.000 anh em nhé. Anh em muốn lấy thì nhanh tay mới còn anh em nhé. Vâng, cái tiếp theo là một cây đời xưa. Cái này hơn nửa thế kỷ rồi anh em nhé. Một cái Zippo mà có tuổi đời hơn nửa thế kỷ là không phải đơn giản. Đấy, như thế này. Đây, cái hộp này cũng là hộp đời xưa luôn. Mình rất là thích cái hộp này bởi vì nó có một cái độ cứng, nó khá là cứng anh em nhé, nhưng mà nó đặc biệt nó lại nhẹ, nó nhẹ hơn cả cái đời mới bây giờ. Hộp nó như thế này. Riêng cái hộp này nhá, bây giờ mua chưa chắc là có, người bán, và giá để mà mua cái này thì cũng phải giờ tầm 500-700 nghìn một cái hộp thôi anh em nhé, 500-700 nghìn một hộp. Thậm chí một cái hộp này này đổi ngang ngứa lấy một cái cây Zippo để mấy là nhiều người không đổi đâu anh em nhé. Đấy, anh em nhìn thấy tưởng đơn giản thôi nhưng mà cái hộp này giá trị rất là cao. Mình đã gặp một cái người mà bán một cái hộp thôi anh em nhé, một cái hộp 5 triệu, hơn 5 triệu một cái hộp. Cây Zippo đó thì 30 mấy triệu thôi, và cái hộp đấy 5 triệu rồi. Đấy là một cái cây đời Canada, sản xuất năm mấy. Ok, thì mình sẽ giới thiệu sản phẩm anh em nhé. Cây này thì được sản xuất vào năm 1900, đây, một gạch anh em nhé, một gạch là 1973. Đây, 1973 tức là cách đây đã 51 năm rồi anh em nhé. Đây, nếu mà bác nào sinh năm 53 thì là tuổi 3, đuôi 3 là quý gì nhỉ? Quý Sửu à? Đây, Quý Sửu anh em nhé. Đây chữ rất là rõ ràng và sắc nét. Bác nào sinh năm 73 thì có thể tham khảo cái sản phẩm này. Về cái chất liệu sản phẩm thì anh em nhìn thấy nó màu trắng anh em nhé, nhưng chất liệu nó là bằng đồng. Đấy, và cây này hơn nửa thế kỷ rồi nhưng mà nó còn rất là mới. Về mặt trước này nó không có xước sát gì đâu anh em nhé. Còn mới, cái độ mới của nó mình đánh giá phải tầm 95, 97, 98% anh em nhé. Mà trước không có xước sát gì cả. Chủ đề này thì được khắc chìm đổ sơn, phần thân và phần nắp kín. Đấy, chốt rất là to. Và bản lề thì đều anh em nhé, đều tròn kín khít. Mối hàn thì ít bị lộ. Đấy, những cái đặc điểm của những cái cây ngày xưa nó là như thế. Bây giờ cái đời mới thì nó lại không được đẹp như thế anh em nhé, không được kín khít như thế này. Mặt sau thì đây, nhám anh em nhé, nhám trơn cũng không có xước sát gì cả. Về cái cạnh bụng này thì đây, cạnh bụng này trơn bóng, không có xước sát gì. Nắp thì không có cấn móp anh em nhé, không có cấn móp gì cả. Nói chung là cái về phần vó này là hoàn hảo luôn đấy. Đây, một đai lõm, một gạch đứng, sản xuất năm 73, cũng hơn nửa thế kỷ. Về âm thanh sản phẩm đây, bánh xe thì rất là bét. Mình anh không biết anh em chơi như thế nào nha, mình nếu mà mình quẹt như này, quẹt này, đấy, có cảm giác là cái bật lửa của đời xưa này, cái bánh xe quẹt rất là cứng tay anh em nhé. Còn cái đời La Mã này thì nó mềm, nó nhẹ hơn anh em nhé. Còn cái đời mới này quẹt rất là cứng tay. Thì mình đánh giá cái này thì nó tốt hơn anh em nhé, tại vì quẹt nó cứng hơn, cảm giác nó ăn đá hơn và nó nhạy hơn anh em nhé. Và cái chất liệu của bánh xe này nó có vẻ là bền hơn. Còn về xét về cái độ thẩm mỹ của cái bánh xe đời cổ xưa thì nó, mình khẳng định luôn là không đẹp bằng độ thẩm mỹ của cây La Mã và cây đời mới anh em nhé. Bánh xe của cây cổ xưa và cái cổ đá thì cái độ thẩm mỹ không cao bằng, nhưng về chất lượng ấy, thì nó là ăn đứt anh em nhé. Đây, cái vỏ bên trong này rất là mới luôn, và cái ruột thì cũng còn mới luôn anh em nhé. Đây, ruột này, mặt trước này, mặt sau này, sau hơn nửa thế kỷ mà nó chỉ có sức một chút xíu này, tí này anh em nhé. Đây cũng có một tí này, đây là rất là bảo quản anh em nhé. Người chơi thì hóa chí là để sưu tầm, để nghe, để nhìn, ngắm nhìn này, thậm chí họ không mới ra mới vào anh em nhé. Những người chơi sưu tầm hóa chí mới như thế này, họ không bật chất âm giống như mình đâu. Cổ đá đây, cái dòng này cổ đá thấp anh em nhé. Tim là tim bột, không có dây đồng. Đấy, nếu như cái sản phẩm này anh em dùng mà hỏng thì shop mình vẫn bảo hành cho anh em trọn đời anh em nhé. Búa thì cái này thì châm xăng vào đây. Và chất liệu của cái ruột này nhá, nó bằng thép. Và cái thép này cực kỳ cứng anh em nhá. Nó không giống như cái thép của đời La Mã và đời mới mình đâu. cái đời mới cái ruột nó mềm lắm, nhưng mà cái thép của cái đời cũ này nó rất là cứng. Mình rất là thích cái chất liệu của cái thép này. Ok, cái sản phẩm này thì ngày trước mình cũng đã quay rồi anh em nhé. Cái này thì có mã số mình đánh dấu trên đây, CX273 anh em nhé. CX273 trước đây mình đang phân phối, cách đây tầm khoảng nửa năm trước mình đã quay, cùng mấy cây, giá là 3.850.000 anh em nhé, 3.850.000. Tuy nhiên bây giờ dám cho anh em chơi nhá, đấy, bán hầu như không còn lãi luôn anh em, 3.350.000 thôi, 3.350.000. Ban đầu anh em nhìn thấy hơn 3 triệu một cái bật lửa, tính là cao đấy, nhưng mà thực tế anh em nhé, nó là một cái món đồ cổ, anh em nào sưu tầm thì anh em mới biết được cái giá trị thật của nó. Hơn 50 năm rồi mà chỉ có 3.350.000 là rất là rẻ. Trên thị trường có những cái mẫu là 57 mấy này, 774, 75 gì đấy, giá thậm chí là rơi tầm 5, 7, 8 triệu anh em nhé. Ok, anh em muốn lấy cái này thì alo cho shop. Vâng, anh em xem video cho shop xin một cái kênh và một like nhé. Mình chào tạm biệt.